danh hài hoài linh hiếm hoi lộ diện tiết lộ sức khỏe sau biến cố danh hài hoài linh nói sức khỏe ổn định hiện muốn dành thời gian diễn xuất cho sân khấu để gặp gỡ đồng nghiệp khán giả hoài linh là một trong những khách mời trong dự án đêm của cười ba do diễn viên cát phượng tổ chức trong buổi gặp gỡ truyền thông nam danh hải xuất hiện giản dị với áo thun đội nón và đeo khẩu trang khi được hỏi về tình hình sức khỏe hoài linh phản hồi tôi khỏe cũng không khỏe mà bệnh thì cũng không cứ giờ giờ ương ương vậy thôi lớn tuổi rồi mà Danh hài tiết lộ trước đây tham gia game show rất nhiều nhưng đã dừng hẳn từ lâu. Lúc này, anh muốn tập trung cho sân khấu với các vở hài kịch để phục vụ khán giả. Hoài Linh chia sẻ về sức khỏe và cuộc sống hiện tại. Tôi nghĩ mình ăn ở có bao nhiêu, cũng cá khô, mắm, cũng có nhà để đi ra đi vô. Việc đi diễn để thỏa đam mê của tôi lúc này. Diễn sân khấu không được bao nhiêu tiền nhưng đổi lại là niềm vui. Các anh em nghệ sĩ quây quần cùng nhau tập kịch, mua cơm hộp ngồi ăn đó là điều tôi cần ở hiện tại cho tuổi già đỡ hưu quạnh, anh chia sẻ. Hoài Linh cho biết vừa đăng ký học thêm khóa đạo diễn. Dù chỉ mới học một buổi nhưng anh thấy mình khám phá nhiều điều mới mẻ, thấy bản thân còn thiếu sót về nghề. Ngoài diễn xuất, Hoài Linh còn đóng góp ý tưởng kịch bản cùng ekip. Theo các phượng, ước mơ của Hoài Linh là đưa sân khấu hài hoạt động nhộn nhịp trở lại. Dù vậy, cô gặp áp lực khi ngỏ lời mời đàn anh bởi danh hài ít tham gia các hoạt động nghệ thuật thời gian qua. Mời anh Hoài Linh vừa khó và không khó. Sở dĩ tôi nói thế vì khi ngỏ lời tôi cần phải thuyết phục anh ở vấn đề kịch bản, nội dung. Dù giữa chúng tôi thân thiết nhưng không phải bất cứ điều gì anh cũng nhận lời. Anh Linh luôn muốn mang đến những gì ý nghĩa nhất cho khán giả, trên cả các lý do tiền bạc hay các xê, cô nói. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh tuổi U60 bị đồn qua đời, sức khỏe và cuộc sống hiện ra sao? Thời gian qua, cuộc sống của nghệ sĩ Hoài Linh nhận được sự quan tâm của dân mạng. Qua một số hình ảnh gần đây, khán giả nhận xét nghệ sĩ tăng cân, thần thái khỏe mạnh hơn trước. Từ năm 2021 đến nay, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh có đời tư kín tiếng, gần như ở ẩn. Mới đây nhất, nam nghệ sĩ Hải Hiếm Hoi xuất hiện sau khi bị đồn nguy kịch do đột quỵ. Thông qua Facebook Dương Triệu Vũ, em ruột của Hoài Linh, nam diễn viên dạ cổ Hoài Lang quay video cho biết tin đồn hoàn toàn sai lệch và khẳng định mình vẫn đang khỏe mạnh. Đến nay tôi bị đồn qua đời đã 8 lần rồi có trang tin đăng tôi chết ngày 30 tháng 5, còn đưa tin tôi nhập viện ở bệnh viện An Bình. Câu cá không đi mà đi câu view làm gì vậy? Chán thật, thích cho chết là chết à, Hoài Linh nói. Theo Dương Triệu Vũ, nghệ sĩ Hoài Linh đăng video để khán giả an tâm trước những tin đồn thất thiệt. Nhiều năm qua, không ít lần nam nghệ sĩ Hải bị tung tin đồn về tình trạng sức khỏe kèm theo nhiều từ ngữ giật gân như nguy kịch, hôn mê. Cuộc sống, sức khỏe của Hoài Linh ở tuổi 55. Chia sẻ với phóng viên dân trí, một người bạn thân thiết với Hoài Linh cho biết nghệ sĩ vẫn khỏe mạnh. Thời gian qua anh tận hưởng cuộc sống vui thú điền viên. Ba năm qua, Hoài Linh chưa trở lại hoạt động trên các tài khoản mạng xã hội. Trên trang fanpage có hơn 12 triệu lượt theo dõi của nam nghệ sĩ, bài viết gần nhất là vào tháng 6 năm 2021, khi anh lên clip giải thích lý do ngâm tiền từ thiện. Hình ảnh, thông tin về Hoài Linh chủ yếu được cập nhật thông qua em trai, ca sĩ Dương Triệu Vũ hoặc một số bạn bè đồng nghiệp thân thiết của anh. Trong những bức ảnh được Dương Triệu Vũ chia sẻ, Hoài Linh thường ăn mặc giản dị, tập trung công việc nhà nông. Thi thoảng, Hoài Linh xuất hiện ở một số buổi tiệc, lễ cưới của bạn bè thân thiết. Hồi tháng 1, nghệ sĩ hài tham dự một đám cưới. Qua những hình ảnh được đăng tải, nghệ sĩ được nhận xét là có thần thái tươi tắn, khỏe mạnh hơn. Hồi tháng 5 vừa qua, Hoài Linh vui vẻ xuất hiện tại đám cưới diễn viên Bình Hưng, không chỉ là khách mời dự đám cưới nghệ sĩ còn lên sân khấu hát góp vui cùng các đồng nghiệp Hứa Minh Đạt, Mạc Văn Khoa, đạo diễn Trung Lùn. Nhiều khán giả nhận xét so với năm 2023, diện mạo của Hoài Linh có sự thay đổi đáng kể. Trước đó, anh từng có thời gian sụt cân, thân sắc nhợt nhạt, lộ nhiều dấu hiệu tuổi tác. Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông hồi tháng 6 năm 2023, Hoài Linh cho biết anh đã lớn tuổi, ít mưu cầu chuyện sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Nam nghệ sĩ hài lòng với bữa cơm có khô có mắm. Hàng ngày có chỗ che nắng, che mưa. Trước tuổi già hưu quạnh, Hoài Linh thích không khí anh em nghệ sĩ quây quần bên nhau cùng ăn uống rồi tập luyện. Sau ồn ào, nghệ sĩ Hoài Linh ít tham gia hoạt động nghệ thuật. Hồi tháng 3, nam nghệ sĩ gây bất ngờ khi đóng phim điện ảnh làm giàu với ma. Trong lễ cúng khai máy dự án, Hoài Linh xuất hiện vui vẻ, chụp ảnh cùng nhóm diễn viên chính. Về vai diễn của Hoài Linh, ekip phim chưa hé lộ cụ thể. Tuy nhiên, anh sẽ kết hợp với các đồng nghiệp như Lê Giang Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc. Đây cũng là dự án phim điện ảnh hiếm hoi mà Hoài Linh góp mặt trong hai năm qua. Lần gần nhất anh đóng phim chiếu dạp là đầu năm 2022 trong tác phẩm Mến gái miền Tây do con nuôi võ Đăng Khoa sản xuất. Về các sâu truyền hình giải trí, Hoài Linh cho biết anh chưa chọn được chương trình phù hợp. Ngoài ra, sức khỏe của anh ở tuổi 55 không đảm bảo nên anh chưa có định hướng trở lại sóng truyền hình. Sau thời gian theo học nghề đạo diễn, Thời gian qua Hoài Linh đảm nhận vai trò đạo diễn một số vở kịch của các sân khấu tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng đóng một số vở diễn để thỏa đam mê nghệ thuật tuổi già. Yểu sử -H 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 D.A.N.H. Hải Hoài l Danh hài Hoài Linh sinh năm 1969 quê ở Cam Danh, xuất thân trong một gia đình khó khăn có 6 anh chị em, vợ Hoài Linh tên Hương, kết hôn năm 1996 khi Hoài Linh 29 tuổi. Hai người đã chia tay sau 14 năm chung sống và đến giờ gia đình vợ con Hoài Linh là ai vẫn là một ẩn số với giới showbiz Việt. Tên khai sinh, Võ Nguyễn Hoài Linh. Ngày sinh, 18 tháng 12, 1969. Nơi sinh, Cam Danh, Khánh Hòa, Việt Nam. Vai trò, diễn viên, hài kịch, điện ảnh. Hoạt động, từ 1991 tới nay. Tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của Hoài Linh lúc còn chưa nổi tiếng. Hoài Linh sinh ngày 18 tháng 12 năm 1969 tại Cam Danh trong một gia đình có tất cả 6 người con, 3 trai, 3 gái và anh là con thứ 3 và là con trai trưởng trong gia đình. Bố mẹ anh quê quán ở Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam. Ngoài một người chị cả đã có gia đình còn ở lại Việt Nam, gia đình anh đã sang Mỹ theo diện HO vào năm 1995 vì trước đó ba anh phục vụ trong lực lượng đặc biệt với chức vụ đại úy, bị tù cải tạo 6 năm tại Suối Máu, Biên Hòa, cho đến năm 1982 mới được tha về mẹ anh điều hành một nhà hộ sinh tư ở Cam Danh. Hoài Linh sống ở Cam Danh cho đến năm 1975 mới theo gia đình di tản vào Long Khánh, anh học hết bậc trung học ở trường phổ thông trung học thống nhất A, Trảng Bom. Vào năm 1988, gia đình anh trở về Cam Danh để lo thủ tục xin hoàn lại nhà cửa bị tịch thu, sau đó mới về Sài Gòn vào năm 1992 cho đến ngày được sang Mỹ vào cuối năm 1993. Trong thời gian này Hoài Linh gia nhập đoàn ca múa nhạc Ponaga, sau đó theo học tại trường múa chuyên tu, tu nghiệp chuyên môn, cho đến năm 1990 lại quay về với đoàn múa. Khi Hoài Linh có ý định theo đoàn múa, gia đình anh đã tỏ ra không hài lòng và tìm cách ngăn cản vì bố mẹ anh muốn anh theo ngành sư phạm, nhưng vì vấn đề lý lịch nên không thành. Nếu mà làm thấy giáo thì bây giờ mặt cháu đạo mạo lắm chứ không như bây giờ, đạo mạo một chút thôi nhưng mà vẫn quậy, Hoài Linh nói đùa như vậy. Trong thời gian cộng tác với đoàn múa Ponaga, anh đã lưu diễn khắp các tỉnh miền Trung và một số tỉnh miền Nam. Về múa Hoài Linh được sự chỉ dẫn của vũ sư Đặng Hùng trong khi về dân ca thì anh tự học lây vào năm 1991. Anh tham dự cuộc thi những giọng hát hay tại Nha Trang và được giải thưởng. Anh và bạn bè kéo nhau ra bãi biển uống nước. Tại đây anh gặp Thanh Lộc, một diễn viên của ban kịch tỉnh Khánh Hòa mới giải tán và gia nhập đoàn Ponaga. Dù anh phối hợp để làm một cặp song tấu hài diễn chung trong chương trình của đoàn. Hoài Linh vui vẻ nhận lời, hai anh em diễn thử và có kết quả tốt. Rồi từ đó anh chính thức bước vào lãnh vực tấu hài rất thích hợp với bản tính của anh là người thường hay đùa giỡn trong gia đình ngay từ nhỏ. Tuy nhiên Hoài Linh cho biết vẫn run khi diễn hài lần đầu tiên trước khán giả vì mình giỡn cho khán giả nó khác, còn giỡn ở nhà nó khác. Nhưng lần tấu hài đầu tiên tại Diên Khánh đó với màn tô ánh nguyệt tân thời với Thanh Lộc, anh đã được khán giả cổ võ khiến anh lên tinh thần và lấy lại được bình tĩnh và tự tin trong những lần xuất hiện sau. Hoài Linh còn có một năng khiếu đặc biệt khác là nói được nhiều giọng DEA phương Việt Nam anh cho biết là khi di tản vào ở long khánh đã có dịp nói chuyện với rất nhiều người thuộc đủ các miền cũng như anh có bạn bè người bắc trung nam ngoài ra anh cũng cho biết thêm ông cố anh là người bình định gốc gò bồi có thể nhờ vậy cộng với một năng khiếu sẵn có nên hoài linh dễ thu nhập được để bắt chước được giọng của nhiều miền trong khi thường ngày anh nói đà nẵng ở gia đình ngoài khả năng về múa hát dân ca tấu hài hoài linh còn hát được cả tân nhạc đối với anh ngành hài là thích hợp nhất tuy nhiên phải là loại hài nghiêng về dân gian hơn thế nữa anh rất thích dân ca. Anh đã tự soạn một số kịch bản tấu hài để trình diễn và thu CD. Những tiết mục này được nhiều khán giả khen ngợi vì tính hài hước lấy bối cảnh là cuộc sống hàng ngày gần gũi. Khi mới sang Mỹ, Hoài Linh và gia đình ở Orlando, Florida khoảng 10 tháng. Ngay sau đó đã được mời điều khiển chương trình trình diễn trong một tiệc cưới tại nhà hàng Sài Gòn để rồi sau đó liên tục được mời cộng tác thường trực tại đây cũng như được mời đi sâu nhiều nơi. Sau đó vào khoảng tháng 9 năm 1994, một mình hoài linh bay về cali sinh hoạt quyết định này đến với anh trong một buổi đi hát ở tiểu bang florida tại đây anh gặp thanh tuyền và Gigi phương trinh và hai người đó đã xúi cháu qua cali ngay ngày hôm sau anh đã từ giã florida và cùng với bà dì tên lệ ẩn trong thời gian xuống thăm gia đình anh về ở luôn california cho đến bây giờ với sự bảo lãnh của dì anh được bố mẹ đồng ý cho đến một nơi xa lạ mà anh hoàn toàn chưa hình dung như thế nào mà chỉ nghe nói sơ về sự sinh hoạt văn nghệ mạnh mẽ tại đây ở california Hoài Linh cư ngụ tại nhà ông cậu thứ 10 ở Los Angeles và hai tuần sau anh mới có dịp xuống Little Sài Gòn và được Nhật Tùng đưa đến quán cà phê Tao Nhân. Tại quán này anh đã lên tấu hài bài chuyện tình karaoke và một bài tân nhạc. Khán giả rất thích thú qua những tiết mục của anh, nhất là chủ quán là ca sĩ Thiên Hương, cũng là người Bình Định. Đêm hôm đó cũng có mặt tay viết kịch bản được nhiều người biết tới hiện nay là Ngô Tấn Triển. Nghệ thuật diễn xuất Hoài Linh đã được nhà viết kịch bản này để ý tới và sáng tác nhiều kịch bản cho Hoài Linh diễn sau này. Một tuần sau, anh đã gặp Vân Sơn và được mời cộng tác sau khi Bảo Liêm tách rời từ mấy tháng trước. Hoài Linh đã nhận lời ngay vì giữa Hải với Hải nó dễ nảy sinh tình cảm. Đến tháng 10 năm 1994, cặp Vân Sơn Hoài Linh chính thức diễn chung với nhau trong chương trình văn nghệ do một chùa tổ chức ở Oran County. Kể từ cuối năm 1995, Hoài Linh cộng tác độc quyền cho Vân Sơn Productions trong những sản phẩm video, kể từ video số 4 và audio cũng như cùng nhau có mặt tại rất nhiều chương trình đại nhạc hội để trở thành cặp tấu hài được rất nhiều người ưa thích. Tháng 8 năm 1996, Hoài Linh về Việt Nam thăm người yêu là người anh đã quen một thời gian trước khi rời Việt Nam. Lúc đó Hoài Linh thường đi hát karaoke tại nhà người yêu là nơi cho mướn karaoke, trong khi người vợ tương lai của anh không hề biết anh chàng ốm tong teo đó là một diễn viên tấu hài. Sau này người yêu của anh mới biết được do những video phổ biến tại Việt Nam và bà ấy chỉ nói là mắc cưới quá, không khen mà cũng không chê, như lời Hoài Linh kể, để kỷ niệm cho mối tình của mình, anh đã đặt tựa đề tình karaoke cho một CD do trung tâm Tú Quỳnh phát hành để nhớ lại tình xưa. Chuyến về Việt Nam đó của anh là để chính thức thành hôn với Thanh Hương và Bảo Lãnh sang sống chung tại Hoa Kỳ từ tháng 4 năm 1997. Hiện nay hai người cư ngụ tại thành phố Garden Grove, California. Ngoài việc lưu diễn, thu video hoặc audio, Hoài Linh còn dành nhiều thời giờ cho việc nghiên cứu về dân ca, là một bộ môn anh rất thích. Trong thời gian ở Việt Nam, anh trở về Đà Nẵng để xin những nghệ nhân ở đây một số tài liệu dân ca miền Quảng Nam, Đà Nẵng rất có giá trị đưa sang Mỹ, dựa trên đó để sáng tác và coi như là cái vốn truyền lại cho những người đi sau để bảo tồn di sản văn hóa quý báu. Vợ Hoài Linh là ai? Bà xã của Hoài Linh tên là Thanh Hương, vợ chồng Hoài Linh bén duyên vào tháng 8 năm 1996 khi danh hài về thăm quê hương. Nghe nói, Hoài Linh đã bị say nắng ngay lần đầu gặp Thanh Hương. Vì phải lòng cô nên sau khi trở về Mỹ, Hoài Linh ngày nhớ đêm trông. Những lần trở lại Việt Nam sau đó, Hoài Linh thường phục kích ở địa điểm Thanh Hương hay lui tới. Nhiều lần tình cờ gặp lại như thế đã kéo hai người lại gần nhau. Rồi một ngày, trái tim họ cùng chung một nhịp đập. Đôi trai tài gái sắc quyết định tiến tới hôn nhân. Dù có một thiên tình sử đáng ngưỡng mộ nhưng Hoài Linh rất kín tiếng về gia đình và người nâng khăn sửa túi. Bị báo chí truy đuổi đến mấy, anh cũng chỉ tiết lộ rằng vợ mình là một phụ nữ chịu thương chịu khó và đã hy sinh rất nhiều cho gia đình tuy không làm nghệ thuật nhưng bà xã thanh hương luôn thông cảm với công việc của chồng tôi đi hoài nhưng cô ấy không ghen vì cô ấy biết tôi từ trước đến giờ không có tính trăng hoa vợ tôi quán xuyến là chủ yếu chứ tôi không có thời gian chăm sóc gia đình cô ấy quyết định theo tôi về việt nam để được gần nhau dù phải làm lại từ đầu trong cuộc sống gia đình cứ thương nhau yêu nhau là sẽ vượt qua tất cả sóng gió Tôi may mắn có đời sống tình cảm tương đối bình ổn, nhẹ nhàng, Hoài Linh chia sẻ. Tuy thế, sau 14 năm chung sống, vợ chồng Hoài Linh đã chia tay. Lý do ly hôn cũng được danh hài giấu kín như cách anh vẫn bảo vệ cuộc sống riêng tư của mình trước dư luận. Dù là một danh hài đắt sâu bậc nhất ở Việt Nam, cả sâu tay phải lẫn tay trái, nhưng Hoài Linh vẫn là một cái tên ẩn chứa nhiều bí mật. Người hâm mộ luôn tò mò về gia đình nhỏ của anh, về bà xã, về những người con ruột rất hiếm khi lộ diện, về những người con nuôi đa phần đều tham gia showbiz Việt. Con ruột Hoài Linh là ai? Câu hỏi này hiện tại chưa có câu giải đáp hoặc Hoài Linh không có con ruột. Nhưng hiện tại, Hoài Lâm là cái tên được nhiều bạn trẻ biết tới với cái danh con trai Hoài. Danh sách những tiểu phẩm hài hay nhất của Hoài Linh